Chợ thì cái lấy hết rồi mọi người ơi. Ờ đâu mà đi không vô đây nữa. Mũi. Sợ à. Riêng, sợ riêng. Chó qua luôn. Mấy mồi về đây mày. Đi nha. Cố gắng nghe đi. Cố gắng nghe. Im. Im phong lại. Im đang đóng phim. Nhưng mà lấy đi dây mấy nghiệm cũng đã mà lo. Thì đã mới kêu con bò đó. Không phải mụn ai còn được cho mụn con đâu. Mụn mới nhớ quá kìa, kiểu như là nuôi mụn. Khi em thao đừng. Đó là một lời khen đó đi. Đang đẩy con nặng mụn sao cũng bị vui vậy. Giám đốc gì đây? Chuẩn bị cuối năm mình được tỷ đó bà. Về đó bà. Vĩnh đang có tiền đó mà nó. Chưa tiền chưa có mà có tiền rồi đó. Bà chuyên nghiệp đi bà, cười đi bà đếp rung bà. Tâm rung trở. Rung kìa. Rung chứ. Không rung. Có rung. Cái mụn của tôi đẹp cho mọi người. Đúng, mụn 1 triệu view. Đúng, lên 1 triệu view. Tôi mở máu lắm, trời thân kêu quan nặng đó bà. Ờ. Nhân viên chưa về mà. Nhân viên chưa về là đúng. Mình về trước là bình thường. Không, mà đưa cho đóng xa ta là sữa điên luôn. Rinh làm chi mà bận ghê Rinh? Tại là bị 4 tiếng hỏi anh Gôn. Gôn làm cho Rinh lương tháng 5 triệu một ít nữa bà. Ở đâu ra chứ? Ủa? Ủa Rinh ơi, có bị lộn không vợ? Một mây đó là có tiền nợ của con đó, một mây đó có gì mây? Tiếng là 30 đứa con mây. Tháng là tầm 2 triệu là không mua ra 5 triệu. Ngày là có 2-3 tiếng nha mấy con mi. Bị ổng ma hả? Làm cho ông là phải 4-5 tiếng rồi hả? Bị ổng ma hả? Nói chuyện như bị ổng ma. Có nhân viên này thâu. Ô, nó mất dạy á. Nói chuyện với anh đồ không mà nói vậy. Nói chuyện là nó láo chứ. Im nè. Con nó có nó láo gì đâu. Nó láo là không nói mày. À, nó láo. Thả gọi con bằng ai đi, con gọi láo bằng anh. Mất dạy. Mất chủ mình, nhân viên mà nói chuyện với chủ đó. Mày đuổi mẹ đi cho đầu. Mày nãy con làm cái gì mày về con làm kiểu là gánh tim đi lây quá mà. Đang chờ. Là nước mắt luôn Quyền. Nhà nhưng mà toàn mấy nổ không đó gì chứ. Nói mà ức là nước mắt luôn, đau hơn mụn nữa. Thôi nè. Trời. Này cái video này họ ai mà người Việt mình họ coi là thâu cái gì. Nổ quá mà. Im. Sâu sơ trà, dễ thương. Vì em dễ được kiểu mình mà lo nghe. Cái mụn kiểu thiệt á. Ngứa đầu luôn. Nhiều mụn ghê hơn là bình thường mấy. Do quay mới thấy đi thôi chứ coi lại là không bình thường. Im. Ngứa đầu hả? Nhiều mụn phê lắm. Mụn ghê. Chú lon tối mồm con nữa. Bà thẳng nhìn coi được mụn gì lắm. Ý là mà lo làm cái nào với tôi vẫn coi tiếp rồi. Không, mẹ gì đấy á. Có tiếng đó nghe. Bật tụi lá mụn lấy video của bạn rồi đó. Nói giò tiếng Anh thầm về mụn nó chỉ lo. Ta biết tiếng Anh ta nghe được chỉ lo rồi đó. Mấy tiếng Anh mà nghe được chỉ lo nè. Ý là ta biết là nổi tiếng nước ngoài thôi. Việt Nam mình không nổi tiếng mới đau nè. Sao á, con lo á. Con sao con chỉ qua YouTube đó. Đầu tư để con làm cho. Đầu tư cái chi mi. Mình chưa xong là làm lâm việc. À nó nói thâu cho dễ gì cũng đánh ra được. Mà đâu có dễ gì làm đâu rồi. Trông, cái nghệ của Lon dễ hơn của con nhiều.
Nhưng mà nói chung là thằng mà thằng à, sư phụ thằng Vinh này nổi tiếng đó bà. Mà ông Vinh thì đéo biết. Rằng mà YouTube có so được với Amazon được có. Nhưng mà nó có kệ, mấy có mấy cái bên thứ ba nó làm nó kéo cái lên rồi này kia nữa kìa. Thôi nói chung là... nói chung có video hay là mới có tiền rồi. Ừ, một phần thôi. Giữ được cây em có tiền. Cái ngành của con Long phải giữ được cây em có tiền. À. Nó gãy cái cây nước từ yêu nữ. Cái nó bao nhiêu tiền nè, xí nè, cái gì nữa. Mà mua mấy cái đàn, con mua mấy cái đồ xanh, cái đàn lét kiểu sáng, kiểu sợ luôn á. Mặt anh Linh phải hào hứng lên. Đàn dài á, lét cái. Kiểu như là tiếp đi, không sợ. Linh nè. Quyền 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 nằm xuống mà nặng ví dụ. Cái đàn này là hắn gãy đó, đừng có bóp nha Linh. Ngày nói chuyện ở cái đàn phức tạp đó. Ngày loạn não liền luôn. Nhà nhưng mà ông như cái chợ chứ. Nên mà cô cá mà chúng lặng nữa đó. Vậy đi tập làm quen đi nghe. Ráng nghe. Cô cháu của mình mở tay chứ mày. Ủa mấy con gì vậy mày? Đi tập dọc bài. Bởi vừa nói xong luôn. Khí lì nữa. Yêu nè. Bà anh phải chửi bà mới được. Không được nè. Bà bê xì. Rồi tay này các bà tới thứ ba. Chí nặng một nách nữa. Không. Không, 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 không được, không được. Cái này tôi ở đây mà hát một nách nữa, cái bữa vậy. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Đó, không được. Mày thấy tầm quan trọng của gì mày chưa? Đứa tôi cũng có hẹn mà. Mày nói nhiều. Câu kiếp đi. Có. Bụng ở đâu, nặng hết trơn á. Có một nách nữa à? Có, Nguyên kêu một nách một đen ghê lá. Nguyên phải chạy lên mà. Kinh vãi. Vậy thằng, mày thấy anh em chưa? Đúng quá. Đúng. Đúng sống để bồn chích mang theo đó cô, thấy chưa? Nó nói lao đầu mà chờ mới nhớ. Ngọn kẻ kẻ mà chờ mới nhớ nè, kêu đắc nó đinh cục cô một cái hàng đen đó. Tôi mới đi nhà đi cái bờ nó lên con. Con ốc cái mặt cho nó. Tự tin chứ nó có bờ nó. Cái bờ nó thiệt là dễ sợ. Khó cỡ áo đó. Ừ. Mặt cũng khô sợ. Cái áo sao nó bứng nặng 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 đó đó ha. À. Đây nó có bồ, nách mà có mụn nó có bồ. Có tiền là có bồ có lấy. Mà tiền thì ta đéo chưa thấy đó. Ừ. Mà tiền không thấy đó, đi đâu đi thấy tôi đang bị chạy nợ, bị xô nợ nên nếu mượn tiền cái hồi xưa tháng mượn mấy lần. Không có mong mà nói với chị với cái tiền con đó. Cái con này mượn tiền bà My không ta? Trong cái đứa cháu của mình con là không ám thôi. Ờ, cái ly cũng không, cái ly không có nghe. Ám nhiều nhất. Cái ly chưa nghe gì mày nghe. Mà đang nhìn trong video nó bợ rồi. Video còn mụn tao đẹp đó mày. Tao mày. Nghe cái lỗ cống á. Nghe cái lỗ cống á. Nghe cái lỗ cống á. Thiệt. Không thấy đâu. Thôi thôi thôi. Không kể để đó. Ý là họ chủ yếu là lấy clip thôi mà. Đúng chính xác. Vậy có bạn bé đó xí chặt cho em vô trong trống nặng không vậy? Không có đi núi vậy. Mẹ mà đi mất cỡ. Mẹ anh đi đã biết vậy đó mẹ đây kìa. Im cái mồm lại rồi con. Chứ cỡ nó mà lè vô nắp vô đường. Mặc cái gì đâu. Đồng bào thấy không? Không có đi. Không có lè đi. Mẹ nè thôi đâu. Chứ đồng bào thấy không đồng bào. Thôi không được mọi người ơi. Không được cất cơ xí đừng cùng mẹ đánh không được. Cũng còn công việc nữa. Im. Công việc nhà đi. Để đi nhậu công việc. Cũng công việc cái con khỉ. Cái gái mà cây chở là nhanh lắm, mặc sứ mặc đồ. Mày già ơi, nó là riêng hồi xưa rồi. Ủa mà cây mất xá chi cũng có mặc cái chân mà công cây đi lẫn nhanh. Biến ra số 1 kìa, đúng đầu kìa. Không có không đi. Ngay đi. Anh em bèn nhau hết tự nhiên đi bèn nhau không được. Hôm nay là trùm nổ nè. Ăn có thời gian dậy thì thôi mọi người ơi. Chơi dậy rồi à? Chơi đâu, giờ chơi trưởng thành đâu. Trưởng thành mà đang đổi tắm rửa cho sạch sẽ đi chứ. Ờ. Để tắm theo quý mà. Dạ. Tắm theo quý. Đâu có ngộ hứng được đâu. Đúng rồi thấy mọi người ơi. Ừ, về văn phòng mới dán cái mặt luôn lên mới dễ ít cho tao nghe để cho thằng nữa vô nữa. Là ơi.
dạng stop nữa đó mọi người ơi, dạng khởi nghiệp nữa đó. 10 phút mấy rồi?